Theo kế hoạch ban đầu, Anthony Joshua sẽ có trận bảo vệ đai IBF trước cú Brad Pulev vào ngày 20 tháng 6 tại sân vận động Tottenham Hotspur. Tuy vậy, trận đấu đã buộc phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch. Tại Anh Quốc, diễn biến dịch mỗi ngày thêm trầm trọng, đã có hơn 38.000 ca nhiễm và trên 3.600 trường hợp tử vong. Trong số này có cả những người thân thiết với Anthony Joshua. Việc hoãn trận đấu giữa Joshua và Pulev có thể khiến người hâm mộ phải chờ đợi lâu hơn để chứng kiến màn thống nhất đai hạng nặng giữa nhà vô địch WBA, WBO, IBF với Tyson Fury tại đám đen giữa đài WBC. Theo Wrestling Inc. đưa tin, Mohegan Sun Arena xác nhận show Raw dự kiến tổ chức tại đây vào ngày 27 tháng 4 đã bị hủy bỏ. Không những vậy, gần như tất cả các show của WWE trong tháng 4 đều bị hoãn. Hiện tại, Performance Center, tổng hành dinh của WWE ở Florida, là nơi duy nhất mà công ty đồ vật giải trí số 1 thế giới có thể tổ chức các show diễn trong điều kiện không khán giả. Tuy vậy, điều này có thể sẽ không kéo dài được lâu. Theo đó, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ban hành lệnh phong tỏa toàn tiểu bang. Trong đó, chỉ những người lao động thiết yếu mới được phép đi làm. Lệnh phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất 30 ngày. Theo Twitter WrestleVote, WWE đang cân nhắc khả năng tạm ngưng hoạt động sau khi khép lại sự kiện WrestleMania 36 diễn ra vào sáng mai theo giờ Việt Nam. Wimbledon 2020 đã chính thức bị hủy bỏ và theo Tony Nadal, chú ruột của Rafael, đánh giá điều này ảnh hưởng rất lớn Roger Federer, Rafael Nadal và cả Novak Djokovic bởi Big 3 đều đá ngoài 30. Trong đó, chú của Nadal cho rằng tay vợt chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Federer. Người lớn tuổi nhất trong nhóm Big 3 sẽ là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi Wimbledon bị hoãn. Fed đang vật lộn với gánh nặng tuổi tác từ năm này qua năm khác, song cô ấy vẫn nhận thức rằng sức khỏe quan trọng hơn tennis vào thời điểm hiện tại. Hiện tại, Mỹ Mở Rộng và Roland Garros vẫn chưa có thông báo hủy bỏ, với gánh nặng tuổi tác cùng lịch trình sát sao giữa hai giải đấu, tổng thống hành sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục Grand Slam thứ 21. NBA tạm hoãn kể từ giữa tháng 3 sau khi trụ phong Rudy Gobert được phát hiện dương tính với Corona. Trong lúc ban tổ chức đau đầu tìm ra cách đưa mùa giải trở lại sớm nhất có thể, diễn biến của đại dịch ngày càng trở nên phức tạp. Theo ký giả Brian Wilhoss, NBA đang nghiêng về hướng hủy bỏ mùa giải năm nay sau khi CBA, giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc đã phải hủy bỏ theo yêu cầu từ chính phủ. NBA đang nghiêng về việc trao đổi với Hiệp hội cầu thủ cho một điều khoản thống nhất ý định bỏ mùa giải năm nay. Những cuộc trao đổi hiện tại chỉ xoay quanh mức độ ảnh hưởng về tài chính nếu giải đấu bị hủy. Bầu không khí khá bi quan vì điều này có thể xảy ra. Theo tờ Express, Lewis Hamilton của Mercedes, Sebastian Vettel của Ferrari và Charles Leclerc của Ferrari đã sẵn sàng giảm một phần mức lương của họ để đóng góp cho đội đua chủ quản. Đối với các đội đua F1, việc cắt giảm chi phí lúc này là điều sống còn, bởi việc F1 2020 bị hoãn khiến họ hầu như không có doanh thu. Nhân viên đang phải làm việc tại F1 cũng đang được nghỉ phép tại nhà để tiết kiệm chi phí. Ở diễn biến khác liên quan đến đường đua F1 tại Việt Nam, các khán đài ở khu vực Mỹ Đình đã tạm thời được tháo dỡ. Nếu điều kiện cho phép, có thể chặng đua tại Hà Nội sẽ trở lại vào cuối tháng 11, khi đó các khán đài sẽ được lắp trở lại. Sau thất bại trước Quincy Crew trong trận khai mạc ESL One Los Angeles khu vực Bắc Mỹ, Evil Geniuses đã có màn trả thù ngọt ngào khi tái đấu ở chung kết tổng. Trong loạt BO5, EG giành thắng lợi thuyết phục 3-1, còn đó giành chức vô địch với phần thưởng $40,000. Trước đó, cùng với một đội hình chắp vá, EG đã đăng quang tại giải đấu online WeSafe Charity Play. Tối nay, ESL One Los Angeles khu vực châu Âu và CIS sẽ chính thức khai mạc với hai cặp đấu đáng chú ý, Nigma đụng độ với OG và Virtus Pro chạm trán với Hellraisers. Ở cuộc đối đầu giữa T1 và Griffin, màn thể hiện ấn tượng của Viper với quân bài Varus đã khiến nhà đương kim vô địch LCK phải hứng chịu thất bại ngay ván đầu tiên. Sang ván 2, dù thua về chỉ số hạ gục, song T1 vẫn giành thắng lợi nhờ khả năng macro chuẩn xác và giao tranh tổng tốt hơn. Để ván quyết định, T1 thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, đặc biệt là khu vực nửa dưới bản đồ. Ring Effort hỗ trợ của T1 ẩm trọn 2 MVP trong thắng lợi chung cuộc 2-1. Chiến thắng của T1 trở nên đầy ý nghĩa khi đây là trận thứ 545 của Faker tại LCK. Như vậy, Quỷ Vương đã chính thức vượt qua Score để trở thành tuyển thủ thi đấu nhiều trận nhất ở LCK.